Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em về một cái dòng loa bãi như ở trên tay mình đây. Các bạn thấy đây là dòng loa DNB, là một cái dòng loa bãi nó làm rất là đẹp luôn. Thùng loa rất là nặng và mình đã tháo sẵn hết ra rồi để cho anh em tiện theo dõi. Thì cái thùng này nó làm sơn cát rất là đẹp. Còn đây là cái quai sách của nó này, bằng kim loại toàn bộ hết luôn nha anh em. Còn cái thùng được làm rất là dày, rất là nặng. Xung quanh là những cái tấm nhôm và ba cái ốc, nhìn giống như là array vậy, rất là đẹp. Thùng làm rất chắc chắn. Còn bên trong đây là phần tầng. Thì anh em thấy cái phần tầng này, tại vì mình quay qua điện thoại thì mình nhìn thấy vậy, chứ bên ngoài nó rất là lớn. Những cái cuộn này nó rất là lớn luôn. Và bên hông là nó một miếng nhôm dày để tản nhiệt. Anh em thấy không? Khi mà loa sử dụng với công suất lớn thì nó sẽ rất là nóng, cho nên cái tấm nhôm dày này nó sẽ tản nhiệt rất là tốt. Còn đây là cái trép. Trép nó sử dụng trép Deso. Thì cái loa này với loa Deso thì cũng là chung một mẹ nha anh em. Đây, cái trép của Deso rất là chất lượng. Thì cái dòng trép này cũng giống như dòng trép trên cái dòng loa Eris đó anh em. Tiếng nó rất là sáng. Củ trép rất là nặng. Còn đây là cái bát, cái gân vải có cái lớp dầu, tuy là theo thời gian nhưng mà lớp dầu nó vẫn còn rất là dẻo mềm. Còn cái đây là cái phần bên con loa đây nè, anh em để ý nè. À, cái thông số của cụ loa nha anh em. Rất là chi tiết. Nhìn loa đồng rất là đẹp luôn. Đó, còn cái con anh em để ý nè. Những dòng loa rất cao cấp thì mới có cái đường keo. Anh em thấy đường keo mà giữa cái màng loa với lại cái nhện loa đó, nó đổ rất là đều. Thì anh em để ý là trên những dòng BMB như là BMB 5000C, BMB 450C, 900C thì cái đường keo nó đổ cũng đẹp như vậy đó, rất là chất lượng. Còn về cái lưới sắt nó rất là dày. Tí nữa mình sẽ lấy cái lưới sắt ra để mình quay cho anh em nhìn. Cái loa này công suất nó rơi vào công suất thật khoảng 300W. Hàng rất là đẹp luôn, còn rất đẹp nha anh em. Thùng sơn cát đẹp lắm. Đó, cái lưới của nó nè. Thì cái lưới này nó dày lắm. Cầm cái lưới không là nó đã rất là nặng rồi. Cầm cái lưới là thấy rất là chắc tay rồi. Logo. Và cái lô loa này cũng tình trạng thì cũng còn rất là đẹp nha. Anh em thấy đó, loa còn khá là đẹp luôn. Rất nặng, thì cái dòng loa này nó nặng hơn cái loa DK nhiều lắm. Không có cân, nhưng mà một cái loa này cũng phải gần 20kg đó, phải mười mấy, gần 20kg đó, rất là nặng luôn. Rất là đẹp. Anh em nhìn cái đường sơn, cái sơn cát của nó. Đây nè, mình quay gần hơn, anh em nhìn thấy đẹp, rất đẹp luôn. Những cái tấm nhôm, mỗi tấm dạng ba cái con ốc, rất là nhìn nó sang. Tuy là loa bãi nhưng nó còn khá là đẹp, cho nên là anh em mà về để phòng khách đó cũng rất là sang trọng. Còn về chất âm thì mình sẽ làm trong cái clip sau, chắc chắn chất âm của nó là rất tuyệt vời rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Phố Nhạc. Để theo dõi nhiều clip thú vị khác của chúng tôi, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh của Phố Nhạc. Và đừng quên nhấn chia sẻ nếu các bạn thấy các video của chúng tôi hữu ích. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.